Chính trợ lý Kim Hồ là người thuê thợ phá tủ sắt của cố nghệ sĩ để trộm tiền. Thưa quý khán giả, mới đây trên trang Facebook có tên là Trà Hoa Nữ đã chia sẻ đoạn ghi âm của cố nghệ sĩ Phủ Linh. Đây là đoạn ghi âm bản gốc cuộc trò chuyện của soạn giả Văn Tiên cách đây 8 năm về trước. Trong cuộc mâu thuẫn giữa Kim Nga và Văn Tiên xảy ra xung đột khi Kim Nga xúc phạm chửi Văn Tiên. Chính cố nghệ sĩ là người đã đứng ra giải hòa di quý cho em đẹp cả đôi bên. Mời mọi người nghe đoạn video. Tại khi nghe vụ mà mấy cái hôn thư của em á. Dạ, vừa em có ngóng. Em mà bắt đưa nhanh cái tiền từ tài xế đó. Dạ. Mấy ngày chị lấy 11 triệu. Ừ. Sắp 10 triệu á, thì lấy 4 triệu. Còn 4 cái bao thư của em á. 4 cái bao thư của em á. Thì lấy 2 tao lấy hết. Còn cái thứ 3 đó. Thì lấy 300 còn 700. Để từ lấy 400, 600. Cô trợ lý Kim Nga mới chính là người đã thuê thợ chuyên nghiệp vào phòng ngủ để bẻ khóa tủ, lấy cắp tiền mà cậu Nam Vũ Linh đã cài mật khẩu bằng số. Cô ta đã canh chờ lúc nghệ sĩ ngủ nên đã hành động, bởi vì mỗi khi nghệ sĩ đi bất cứ nơi đâu thì trách nhiệm cô ta phải đi theo để phó tá cho chủ nhân của mình. Nên sẽ không có thời điểm nào để thích hợp, thực hiện làm phi vụ trộm tiền ấp ủ bấy lâu, cố nghệ sĩ đã phát hiện và biết thủ phạm. Nhưng vẫn để yên đó coi như không có gì xảy ra, số tiền mất so với ông thì cũng không quá lớn, nhưng ông muốn xem cô ta sẽ bị bắt tại trận cho những lần sau kế tiếp. Tiếp theo sự việc cô ta tự ý lén lấy cắp đĩa gốc VCD cải lương, đem đi in lậu rồi bán giá rẻ để kiếm tiền thu nhập riêng cho mình, làm cho Văn Tiên đắn đo hiểu lầm cố nghệ sĩ. Nên đã xin phép để hỏi thẳng cố nghệ sĩ rằng đĩa VCD Văn Tiên chưa cho in ra bán nữa, thì tại sao lại có đĩa VCD cải lương Tần Chiêu Đế tràn lan trên thị trường? Bởi vì nguyên tắc sau khi quay xong bất kỳ vở cải lương nào đó, thì trách nhiệm để in đĩa ra bán lấy lại doanh thu mà họ đã bỏ tiền ra đầu tư tất cả từ trang phục. Trả lương cho ekip đoàn làm phim, trả lương cho quần chúng quân sĩ và đặc biệt là trả tiền cát xê cho từng nghệ sĩ đã tham gia trong vở tuồng đó. Sau khi đóng máy kết thúc hoàn thành quay xong, thì việc của nghệ sĩ là chỉ biết lãnh tiền, không có quyền hạn gì để tự ý lấy đĩa bản gốc đem đi bán. Là vi phạm hợp đồng, bởi vì cậu Nam Vũ Linh luôn luôn thủ vai nhân vật chính, nên sẽ được tặng một đĩa gốc riêng để xem làm kỷ niệm. Trong cuộc trò chuyện cậu Nam Vũ Linh trả lời nhấn mạnh với Văn Tiên một câu, người ta mời làm giám khảo trả cát xê 1 tỷ còn không nhận. Người ta mời đi hát để mừng khánh thành cây cầu, trả kết xê 70 triệu cũng từ chối, đang đi chơi mà tình cờ đi ngang các tụ điểm hội chợ thương mại hay đoàn lô tô. Bầu sâu đến gặp mời hát đồng ý trả kết xê phân nửa doanh thu của họ trong đêm đó, ông cũng từ chối khéo và nói Văn Tiên hiểu rõ hơn về ông. Đi chơi là đi chơi, đi hát là đi hát, không phải đang đi chơi mà họ trả tiền nhiều là mình đồng ý. Ông không chấp nhận việc nhận sâu diễn giữa đường giữa giá, thì bầu sâu sẽ đánh giá nhân phẩm của mình như thế nào, chẳng thà ông lên hát góp vui chỉ vậy thôi. Thì nghĩ sao mà anh lại đem đi bán đĩa, làm chuyện tầm bậy tầm bạ như vậy, anh có còn là Vũ Linh nữa không? Vũ Linh chỉ biết tận tụy với nghề, sẵn sàng hát trên sàn diễn sân khấu bằng những giọt mồ hôi đẫm ướt áo trên người thì mới xứng đáng đồng tiền mà khán giả đã bỏ tiền đi xem mình hát. Văn Tiên còn hỏi cố nghệ sĩ, lúc đó trong nhà còn có ai không? Thì cậu Năm Vũ Linh trả lời chỉ có Kim Nga và Hồng Loan ở nhà, cố nghệ sĩ cũng khẳng định mạnh rằng, bé Loan con anh không bao giờ dám đụng tới bất kỳ những gì có liên quan đến nghề nghiệp của ba. Con anh sống từ nhỏ đến lớn với anh biết tính tình ra sao mà. Cố nghệ sĩ còn kể cho Văn Tiên nghe, thậm chí những lần mà ông có lịch diễn dày đặc phải chạy sâu liên tục, hoặc là đi quay video cải lương không có thời gian thường xuyên để ở nhà, thì ông lại đem giấy tờ nhà và đất đai bảo Hồng Loan đem về nhà chồng cất giữ dùm, chỉ có hai cha con biết, vì ông sợ và phải đề phòng em của mình, ông còn nói với Văn Tiên. Anh sợ cứ lo đi lưu diễn, sau khi trở về nhà không biết ra đường ở lúc nào cũng không hay, sợ hai của em mình tìm tòi giấy tờ rồi đem cầm cố ngân hàng. Và cứ như thế nếu lịch diễn không có ngày nghỉ thì ông lại đưa giấy tờ cho con gái cất giữ, đến khi lịch diễn trống được nghỉ ngơi thì Hồng Loan lại đem giấy tờ về đưa lại cho ba. Đã rất nhiều lần hai cha con âm thầm làm như vậy, con gái đem đi cất dùng ba vài ngày rồi sau đó đem về đưa lại cho ba. Thương em út thì thương nhưng đề phòng thì ông phải đề phòng. Qua hai sự việc trộm cắp lấy tiền và tự ý lấy đĩa đi bán thì ông đã cho Kim Nga nghỉ việc vì không trung thực. Cô ta khóc lóc và quỳ van xin cố nghệ sĩ bỏ qua, tha thứ lỗi lầm đã vi phạm và hứa sẽ không tái phạm. Cậu Năm Vũ Linh là người dễ rất siêu lòng, nên ông đã bỏ qua, tha thứ nhưng sự tin tưởng thì còn như trước, nhưng ông luôn cảnh giác với tất cả những người đang bên cạnh mình. Ngoại trừ Hồng Loan con gái của mình, còn ngược lại ông luôn âm thầm để bảo vệ đứa con gái bé nhỏ của mình, đến hơi thở cuối cùng trên mặt pháp lý. Chính vì thời điểm bây giờ Văn Tiên ghét Hồng Loan, nên đã cắt ghép chỉnh sửa để ghép tội. Mà lương tâm cô ta vẫn biết, mình đang làm sai đi sự thật về lời nói của cố nghệ sĩ nói về con gái của mình.